kiện thành lễ chư về vong linh cúc cung tứ vai. Thảo huyền truyền ngũ tu di ám mục trừng thanh tư đại hải quang trung hóa Phật vô số ức hóa Bồ Tát trung điệp vô biên tứ thập bát nguyện độ chúng sinh cửu phẩm hàm linh đăng vị thần. Địa Tạng Bồ Tát Ni A Chỉ Kim Tích Trường Chân Gai Địa Ngục Chí Môn Trường Thượng Minh Châu Chiêu Triệt Đại Thiên Chi Giới Bồ Minh Giao Chủ Bàn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Giao Dục Phá Địa Ngục Chân Ngôn Tăng Đương Chỉ Tùng Là Điều ta con ta đủ trì kim tích trường chân gai địa ngục con ta nhập thân ngục liễu thi tam thế nhân biết phật ta được quan pháp tuệ tinh chân tiếp vì tâm đạo phá địa ngục chân con ta giả sắc sắc tam đồng nhiên sinh tử hà năng một ban na biên na vạn dòng người quy nguyên tại hải nhất đơn nguyệt lạc bất ly thiên a tôi quang thọ vạn na ni đàn chỉ khoảnh khắc sát na gian na nam mô thân lòng sương tối lượn quanh chốn bụi hồng
lấy đủ trăm thứ hoa về gây được mật gặp cơn bão tố. Thế là ý xong à. Và chẳng thế thôi tổ thay quê nhất đáp bắt tội thiên đô với đẹp tư niệm cổ đao đạo tân tiến bạc cho thị phần hướng đương không chiều thành chư vị chân nền. Di vật từ tam bảo chi dấu lưu trường bí mật chi chân ngôn từ nhật kim thời mai lâu phản ương tam triệu tình tam lai lâm phủ màu ân thâm trung hữu biệt phu thế nghĩa trọng giả phân ly nhân tình từ điều đồng lâm tú đại hạn lai thời các tử phi rằng công ơn cha mẹ vất vả vì con ra nắng sương bon đầu bù tóc rối khúc đuôi kể nỗi nghĩa lặng tầy non hàn đến tam môn gia đình chia rẽ bắc nam đôi ngả nghĩa cả chung chung bằng cái bê đông kể công nào xiết như đàn chim cát cùng ở một giường lạc đàn tan tác gia đình bỏ vắng thảm thiết thương thay. 49 tuần say mời thầy kính tiễn hương dâng một triệt thấu đến thập phương chư Phật. Dâng lên sen vàng mây đó xuống thuyền bát nhã lễ Phật Di Đà thú vui ngày tháng đi. Các thời cận tâu vì Việt Nam quốc Nam Định tỉnh trực Ninh Huyện phường Định Gia hàng trung thôn Ni Vũ Phúc Nam Tự cứ thông vùng và thay ơn cung đang xuân tiền tiến lễ tuần đông trung thất phù độ tổ tiên nghinh sơ diệt định dự tiếp phong linh phát tấu biểu quan thịnh và tuyên kinh cung nghinh hiển thánh triệu linh cấp phó kim ngân tài mã quy âm thụ điệp khai vương phá ngục ê a thí tờ cô hồn cầu nguyện âm diệu đường khánh quân lợi sự thần trai chủ cô ai tử phạm văn này hồng phạm hải quân phạm văn tuấn thương hồn này nguyễn thị hương hồn tử đỗ thị thúy phạm thị thế nghiêm thị hoa phạm thị hải thương hồn trần thị hoạch trần thị thanh nữ tử phạm thị nga phạm thị hoa phạm thị sen phạm thị tịch à tế tư nguyễn đức quyết nguyễn văn nghĩa trần văn sĩ nguyễn văn toàn hợp đồng phái ra dương môn quyến đăng tức nhờ ngưỡng can đơn cần từ xưng phục vì trinh tiến hiện khảo tiền quy phật tử yêu bà tắc giới phạm quy công quý ngọc quý tự phúc quyền chân ninh nguyên mệnh sinh như giáp tí niên mọi nguyên nhân thời tu sinh hưởng thọ kỳ di cửu thập cửu tuế đại hạng ưu nhâm dần niên chính nguyện sơ vũ nhật dần thời mình y trung ai các tổ khảo các tổ thì các tăng tổ khảo tổ thì mạnh tổ tổ cô di thì mỗi môn đường thượng lịch đại nội ngoại tổ thiên phạm gia tiên tổ trần gia tiên tổ niệm phi đẳng chư vị chân na đình nhà dù có dốc một lòng kính Phật trọng tăng chí yêu chung hồn chữ khăng khăng hồ sen tắm vây vùng mặc sức hay áo quần Phật ban cho mặc lại ban cho mỹ vị cao lương ơn tam bảo cứu thoát vong linh hồn độ con cháu lưu truyền vạn đại
Từ gia vong linh trưởng ngã chân ngôn triều tình linh hồn lai phó đào tràng tự tòng vô ti dĩ lai căn trần nghiệp câu vị tàng thanh tình. Dĩ kim trưởng ngã gia chỉ pháp tuy quán sai thanh lương nhiên hậu đình lễ tam bảo. Nguyện chữ Phật dĩ thân thông lực gia chỉ khôi thủy đắc thanh lương. Một vừa dục quý đinh hồn chữ nghiệp phi cáo đinh chiêm công đức vãng tây phương. Oh,
sửa đổi mình, chứ không phải là chỉ có ở trong chùa tụng kinh có mõ niệm Phật, hoặc là những cụ già đến chùa hàng ngày hàng tuần mới gọi là tu, thì không phải, mà là ở đâu chúng ta cũng phải tu. Tu có nghĩa là sửa đổi mình, ai cũng có thể tu thành Phật được, tức là mình làm cái việc tốt và mình sửa đổi bản thân của con người mình để hoàn thiện hơn, đẹp hơn, có phúc nhiều hơn, thì mình là Phật. Bởi vì Phật là biểu tượng cho tinh thần tốt đẹp và trí tuệ, giác ngộ và những cái gì thiêng liêng cao quý và tốt đẹp nhất, thì đấy gọi là Phật. Chứ không phải là chỉ có Đức Phật thành đạo như Đức Phật mà chúng ta vẫn hiện diện và nhìn ngắm Đức Phật ở trên ban thờ hoặc là ở chùa vân vân, mà Phật ở trong tâm, ở trong mỗi con người chúng ta đều có tính Phật. Chúng ta ăn hiền ở lành, chúng ta làm nhiều việc tốt, việc thiện, đấy là tính Phật ở trong con người chúng ta. Còn nói về Đức Phật của chúng ta là một nhân vật lịch sử có thật. Ngài sinh ra tại Ấn Độ cách đây là 2.565 năm. Tức là Ngài sinh hơn 2.000 năm tại Ấn Độ. Bây giờ chúng ta nếu có điều kiện đi Ấn Độ, chúng ta vẫn biết được cái nơi Đức Phật sinh ra này, Đức Phật tu hành thành đạo này, rồi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Đức Phật mất, thì bốn cái nơi linh thiêng đó hiện tại ở bên Ấn Độ với ở bên Nepal là vẫn còn ở bên Nepal. Từ giờ vong linh phạm quý công quý văn quý tự phúc quyền phổ cập nhất tiết liệt về đẳng chư chân linh. Chân linh quý Phật, chân linh quý Phật, quý Pháp, quý Pháp, quý Tăng, quý Tăng, quý Phật lượng túc tôn, quý Phật lượng túc tôn,
dục tôn, tuệ pháp ni dục tôn, quy tăng chúng chúng tôn, quy tăng chúng chúng tôn, quy Phật bất lạc địa ngục, quy Phật bất lạc địa ngục, quy pháp bất lạc ngã quỷ, quy pháp bất lạc ngã quỷ, tăng bất lạc súc sinh, quy tăng bất lạc súc sinh, quy Phật kinh, quy Phật kinh, quy pháp kinh, quy pháp kinh, quy tăng kinh, quy tăng kinh, chân linh quy Phật, chân linh quy Phật, quy pháp, quy pháp, quy tăng, quy tăng, quy Phật lượng túc tôn, quy Phật lượng túc lạc địa ngục, quy Phật bất lạc địa ngục, quy pháp bất lạc ngã quỷ, quy pháp bất lạc ngã quỷ, quy tăng bất lạc súc sinh, quy tăng bất lạc súc sinh, quy Phật kinh, quy pháp kinh, quy pháp kinh, quy tăng kinh, quy tăng như đằng chân linh quy tam bảo di kinh bình tụ tam tụ bồ đề đại giới viên đệ nhất phát quang đại bồ đề tâm thể đoạn nhất thiết ác đệ nhị phát quang đại bồ đề tâm thể tu nhất thiết thiền đệ tam phát quang đại bồ đề tâm thể độ nhất thiết chúng sinh thâu tam độ đại giới nay tập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn bốn quy tu giới di kính chân linh tự tòng vô tùy dĩ lai chi vu kim nhật tam nghiệp lục căn tư tác giao tha nhất thiết chư bất thiện nghiệp kim trường thừa quy tu giới chi lực ư tập phương tam bảo ngự tiền tẩy tâm định lực ai cầu sám hối vãng tích sở tạo chư ác nghiệp trái do vô tùy tham sân si tòng thân cầu ý chi sở sinh kim đối phật tiền cầu sám hối những đẳng chân linh sám hối nghiệp trương dĩ kinh hợp đương phát tứ hoàng thệ nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện đạo phật đạo vô thượng thệ nguyện thành từ tính chúng sinh thệ nguyện độ từ tính phiền não thệ nguyện đoạn từ tính pháp môn thệ nguyện học từ tính phật đạo thệ nguyện thành hướng lại chân ngôn triệu tình linh hồn lại phó đạo tràng sam lễ tam bảo quy tu giới sam hối phát nguyện dĩ kính kim dĩ xưng dĩ phật từ dĩ phật vi tâm dĩ pháp vi thân dĩ tăng vi mệnh tính vi như lai chân tình đệ tử canh bất quý tà mã ngoài đạo như đồng chân linh vô minh chứng trọng ác nghiệp căn tâm kim giả tái trượt tăng chúng như tập phương tam bảo ngự tiền bồ tát ma tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma tát quy di kinh bồ đề đẹp cấp phó vong linh nghi đương mật đạo vong linh a lĩnh thủ bồ đề điệp mà tốc vãng tây phương cực lạc quốc nghi thức hiếu chú tiểu vị phụng kinh văn tâm thành kỳ đạo sở hữu bản văn hợp hành tuyên đọc là trinh quan đường triều tập nhị niên khâm sai tam tạng vạn tây thiên bạch năng đại chúng tuệ tông hầu bát giới xa thâm ứng vệ tiền bạch năng chân kinh đã hiểm trở thương hồi đống độ cứu an khiên ở đồ thanh trung tông nhị tắc tích dĩ đương nay trục phúc điền đại nhà đường mười hai năm trinh quan vua sai thầy tam tạng lịch kinh vâng lời phục mệnh thi hành nào thầy nào tớ nhật trình phi tăng ông bạn giới xa tăng đi trước mở đường mây nhẹ bước như không sông đại thanh bạch long đàng vân giáo vũ phi phong tức thì sang tây nước lưu ly phật quốc vào tông rồi lĩnh được kinh ra biết bao hiểm trở sơn hà dẹp loài quỷ quái yêu ma đón đường thầy cũng tớ đường trường non nước lĩnh kinh về cứu được oan khiên ta lay ứng phó tùy riêng phục minh kinh tàng niêu truyền diễn nghi giao tất chi thành phụng kinh đăng án tây thân lễ bái vô tình đại chúng đi cầu đồng ấm chiêm ngưỡng đại thừa tán khai kinh kệ vô toàn thần thông vi diệu pháp bách thiên văn đức kiếp nam đau hồ đa kim kiếp văn đắc thủ trì nguyện giải như lai chân thật nghĩa nam mô khai bảo tạng bồ tát ma tát nam mô khai bảo tạng bồ tát ma tát nam mô
khai bảo tàng Bồ Tát Ma Tát. Dạ thưa cùng thỉnh tam kính thờ phương tâm sám hối văn tế sở tạo chư an nhạc sai do phổ thủy tham sân si tòng thân khẩu ý chi sở sinh nhớ thiết ngã kim giải sám hối như thị nhớ thiết chư nghiệp trương thân giải tiêu thiệt thân vô chẳng chính chi hoặc thì không khi nào phải đoạn thu ông mãn đôi đó là những chỗ
làm gì tôi thấy đã vô thần đều chém đủ rồi. Đem chân người có mưa chiếc mà bây giờ vua liền sẽ gọi người ấy kinh tán mọi việc. Người ấy đã làm theo cho tôi vô cách mà gì đã vần nằm mô á 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 gì đã vần nằm
tuân phụng Như Lai thần tuân phụng
Thích Ca Như Lai Di Giáo Đệ Tử Thần Thành Hoàng. Thành cùng kẻ thù khấu thù bách ban thượng tấu thần văn thánh đức nguy nguy liệt vị tây thiên tri thượng thần châu hách khách giáng lâm bắc phủ trí trung và cứu quần sinh tiền tiêu tội cứu hòa cung duy phân tổ giáp hòa định quang vương Như Lai đại thánh cứu bạc minh đồ địa tạng vương bồ tát đại thánh ma mụng kiền niên tôn giả Chí tôn chí đại vô cổ vô kim thần lực lan danh nhân tiên chiêm ngưỡng thần châu lộng ảnh chiếu hai mục hồ dĩ quang minh tích trượng tùy thân giao chân phong đô nhi tội phá phàm mê thân cẩn ni thịnh ngưỡng á bạch tôn sơ dĩ kim cứ vì Việt Nam quốc Nam định tinh trực minh nguyện phương định xã an trung thôn y vô phúc lâm tự cư thượng phụng phật thánh hiến cung dạng xuân thiên phổ độ trai tuần khai phương phá ngục cầu y nguyện cầu âm siêu dương khánh sự kim tân trai chủ cô ái tư phạm văn hồng phạm hải quân phạm văn tuấn hợp đồng làm nữ tử tôn nghi hôn tế nội ngoại đồng gia dương môn quyến đẳng ni phục vệ chi chính tiến hiển ni khảo tiền quy phật tử thụ bồ đề đẹp yêu bà tắc kỳ giới phạm quý công quý ngọc quý tự phúc quyền chân linh chính hồn thần đi xa môn cận án lương vũ tri khoa nghi kiến lập mi khai phái kiểu ngu chi địa ngục tướng hành khai giải bất cảm tự chuyên thiết lự minh đồ u ám địa ngục tốc toán ngưỡng vọng tôn sư tứ thần tích trộm tức sư đau sơn tội chết địa ngục trở nghĩ văn tiêu kiếm thụ tội khuynh hỏa xa tức diệm ngoạch thang khô cao lư thán đỉnh thôi trường dạ quang minh hàn băng viên lê phục thứ sự tam đồ bãi đối lục đạo mông ân u hồn vô chi cáo chi mộc cáo chi hưu vong già hữu siêu thông chi nộ thần mạo can tình vô nhân chiêm vọng từ quang chi trí cần bạch sắc ngọc trúc chi trượng nguyên thủy hóa sinh văn tòng hội hướng biểu khí văn tinh thiên nhiên tích nhuận biểu tiếp công hình ngoài hiểm này vào chúng đẳng đầu tinh thiên tam thập lục cẩm bát thư linh địa bát thập phật ly phân lý tiết thành mỗi tiết thập phật mỗi tiết thiên linh quản tam thiên giới oai lực tung hành thần thông quảng đại biến hóa uy linh nhất chấn địa liệt thủy thiên quỳnh yêu văn tự đặc vật chúng ta mình ôn hoàng phá trẻ áp thủy trần minh văn đã đọc bố đạo tự tập tôn kinh ngã bái phật ngã trình ngã trì trúc trượng phật tính viên minh ngã trì trúc trượng phật tính viên thành áp cấp cấp nguyên thủy thiên tôn trúc trượng luật lệnh xa hạ chàng
bình xích yêu ma vô chướng ngại. Không kết giới chân ngôn. Thành đỉnh lễ chư Phật hiền thánh cô cung ngũ bái. Chiên an na hay để đời ai 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 sầu thảm thảm mang
là dĩ xưa đồ lại bỗng Phật tử pháp thủy hương nghĩ tích chi thiên nghiêm khiết đàn tràng chi địa ấy trôi cấp bằng xanh nghĩ chi khổ thiểu tư thích hóa chi công khởi bất chú ý chi thực là duyên đa hạnh kim tắc pháp âm họ đại trần pháp mi an phái cao ý dương ý tất triệu linh quan phủ tâm pháp hội tiên tướng pháp thủy dụng ý sái đàn trang tình huế chân ngân gần đương chỉ thực là trực đinh nguyện phương đinh xã an trung thôn ý vô phúc đông tự cư thường phục phật thanh nhiễm cung đạt xuân thiền tiến lễ thuần đâm trung thất phổ đô tổ tiên minh sư duyệt định dự tiếp phong linh phát tố biểu quang tình vào tiên kinh cung ninh hiền thánh triệu ninh tống vong cấp phó binh lý kim ngân tài mã quy âm thủ điệp khai phong pháo ngục hiên cũng chúc thực trợ thí cô hồn cầu nguyện âm siêu dương khánh quân lợi sở kiên thần sám chủ có ai tử phạm văn ông phạm mi hải quân quan vận tuấn mi thương ngon nguyễn mi thị hương hồn ni a tử a đỗ thị a thúy a phạm thị a theo nghiêm thị a hoa phạm thị a hải thương a ôn trần thị hoạch trần a thị thanh nữ tử phạm thị a nga phạm thị hoa phạm thị a sen phạm thị tịch thế tử nguyễn ni đức ni quyết ni nguyễn ni văn này trần văn sĩ nguyễn văn toàn lội tôn phạm trường sinh phạm nam di phạm phương nam phạm bá dược phạm văn trình phạm văn tịnh hoàng thị bảo trang phạm thị thanh phạm thị ngọc phạm thị dung phạm thị hòa phạm thị quyên phạm thị miên phạm thị ngân phạm thị eo huệ phạm thị hằng phạm thị huế phạm thị niên phạm thị trang phạm thị nhung phạm thị ngọc anh biểu tôn nguyễn văn chiến nguyễn lý văn lý trương nguyễn văn điệp trần văn vạn trần văn nguyên nguyễn văn trương nguyễn thị ngân trần thị diên ni nguyễn thị quỳnh nguyễn thị tuyết ngô kim huế nguyễn thị hồng mỹ nhung đương thị phượng nguyễn thị hường tế tôn trần nguyễn hồng lê trung thành lễ tiến thành nguyễn văn tiệp mai văn trình vũ tiến dũng bùi ngọc hân chú văn công phạm văn phúc vũ thiên quảng phạm anh tuấn vũ thành công bùi tiên dũng biểu tăng tôn Phạm Tùng Lâm Trần Tuệ Minh Trần Hữu Tuệ
ở đây Đức Thế Bình An Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Minh Đức Mai Huy Hoàng Vũ Gia Huy Vũ Gia Bảo Vũ Gia Bảo Vũ Gia Khôi Vũ Gia Hưng Bùi Ngọc Thiên Phúc Trần Đức Thiện Chu Việt Anh Chu Ngọc Anh Phạm Hiếu Nghĩa Vũ Phạm Minh Quang Vũ Phạm Nhật Minh Phạm Thiên Long Bùi Tiến Trung nói Phạm Hoàng Bảo Châu Phạm Gia Hân Lê Diệp Anh Lê Diệp Chi Trần Như Ý Nguyễn Phương Trinh Nguyễn Phương Nhi Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Thu Minh Phạm Ngọc Minh Châu Phạm Ngọc Minh Hằng Bùi Ngọc Nhật Anh nha. Hợp đồng phái ra dương môn quyền đăng Đức Nhật ngưỡng con ơn cần từ sức phục về chính tiến hiện khảo tiền quy Phật tử tu bồ đề điệp yêu bài tập giới phạm quý công quý ngọc quý thương phúc quyền chân minh nguyên bệnh sinh hương gia ti liên tội nguyệt nhân đời thụ sinh hưởng kỳ di kiểu tập kiểu tuế đại hạt như vô nhân dần là liên chính huyết sơ ngũ nhật dần thời mạnh trung kia về vô thiên gia tiên tiền tổ cao cao tổ khảo phạm quý công quý minh chân linh tỷ nương quý thị phần hiện thời từ dòng dòng chân linh tổ cô phạm nhất lương nghi hiệu quấy hoa chân linh mãnh tổ tướng quân chân linh tổ khảo áo phạm quý công quý văn thành chân linh tỷ bùi hủy thị thấu chân linh tổ khảo phạm quý công quý văn bằng chân linh trần hủy thị sáu chân linh phạm quý văn hạp chân linh tỷ trần hủy thị luật chân linh trần hủy thị ngõ chân linh bá khảo phạm quý văn đàn chân linh trần quý thị nghĩa chân linh trần quý thị thép chân linh phạm quý văn sản chân linh nguyên quý thị chỗi chân đình đường thúc quý cao nguyễn quý văn mai chân linh trần quý văn tiêm chân linh bảo huynh phạm quý ngọc cầu chân linh đạo đệ phạm quý văn hàm chân linh phạm quý văn thuận chân linh chân huynh phạm quý văn nhị chân linh nguyễn thị mơ chân linh đường cô phạm thị chất chân linh ông mạnh phạm quý văn đạt chân linh chân huynh phạm quý văn đạt chân linh nguyễn thị quý bên chân linh phạm quý văn khánh chân linh vũ văn quận chân linh phạm thị đoan chân linh phạm quý văn ngọc chân linh Phạm Huy Thị Phạm Huy Văn Ngọc Trân Linh Liệt Sĩ Phạm Huy Văn Toái Trân Huy Văn Túy Trân Linh Phạm Huy Thị Yến Trân Linh Phạm Văn Thanh Trân Linh Điệt Tôn Phạm Huy Văn Trung Trân Linh Phạm Huy Văn Tình Trân Linh Phạm Huy Văn Xã Trân Linh Kinh Kiên Ngoại Lá Tiên Tổ Trần Huy Văn Khoan Thập Bà Phan Trân Linh Trần Quý văn ý oanh chân linh ý lã quý thị yên lộ chân linh thân cầu trần quý văn nót chân linh tỷ phạm quý thị rơi chân linh thân muội trần quý thị nhàn chân linh bầu cả tiên đô báo thu quýnh đề ngô di tỷ muội á thân niết thích bà cô ông mãnh cô bé cậu đồ tại gia nhớ thiết niết vị đẳng đẳng chữ chân linh bạch dị chu điệp đối đàn tiền dục bằng phó lô tiêu hóa bát nhà tâm thiên quan tử thanh âm đại chúng ngạ tuyền đài Phật sắc thông truyền địa ngục cai sao thấy đau chết đi huyết chỉ khái thạch nghĩ tung băng tôi cho Phật tờ thế chẳng bà tế u hồn trẻ phách xuất mê phong nôi nhớ
hội thạch hỏa điện quang năng kỷ hà khá lân ân ái thụ tôn ba tuyết đã ra sương ai vinh đó bằng nhường giấc ngủ tôi ở đời biết có nào sống mênh mông như thể thành trong ngày nào ra khỏi cái vòng trầm mê luôn nào vượt bóng lông đông trang báo đáp tao xa cảm thương cha mẹ sinh ra chạy lòng nhớ tổ tiên nhà ấy xưa dọc cao so chín chẳng lấy trắng mê thành ngọc cung cuối đầu quê phật tử vương thoát qua khổ lạc hương phương muốn sang cõi phật nên đường kẻ kinh nhà sông ái ở rộng sâu ngàn thước bắc thuyền vượt được sông sâu muôn ngàn sông vỗ nhô đầu cuốn sang nước phật niệm câu Di Đà coi pháp giới vốn không thiện ác vì những các chúng sinh nói ra vì chúng hữu đề tình cõi đời lắm kẻ chúng sinh mơ mang vậy vậy mới có thiên đường địa ngục cũng bởi vì tình dục chúng sinh lục căn là ở trong mình lục trần lục thức cũng tình nam ý nên biết tâm sinh gốc dâu thánh hiền tội phúc tâm sinh nhược bằng thì chẳng giữ chẳng lành thánh nhân câu dẫn thiên
đường không mà xa. Vĩ Hoằng như Hoằng sát là xem trong đạo Phật thật là diệu ý thầy. Hiện tại nhận tăng năng chiếu sắc trần phân biệt thanh hoàng mỹ ô nhãn thức thời tham nhi các nghiệp toái kết thành kiến thủ đao sơn phân thần toái cốt thanh chư hình lục mộc năng sinh hòa thuận hành đông tây nam bắc trùng can tâm vế tận tí hồn phách ký tình nghĩ căn trần thức đối nhị khởi ác nhân đạo trói tây nam thứ nay nghịch lưu độ nhân đội trừ lục căn nhẫn ý tỷ tật tân ý ngoại đoạn lục trần sắc thanh lương vị xúc pháp trung truyền lục tức vi lục thần thông nhẫn tức diệu quán là hữu kiến vô tri địa mục bất phá tử hoài ngã kim cấm phục như lai các vậy cái vi tiếp tiên linh mục chủ thông chi thứ sơ vong linh tinh ngộ bất luật hình trọng tác giả chủ trí địa mục quá thất nhân trì khô cụ biến kỳ là ký nhân cao là chúng ta giữ hồng văn văn phá địa ngục kinh chân ngôn phật tiên trì định phật tiếp phá địa ngục kinh chân ngôn phật cáo kỳ tám tử thiền nữ nhân nhược an chi cộng thử kinh nga mạng nhất ta thiền biến là chủ hồn nhân sứ sát sinh đoán mệnh báo xạ nạp mà bất toàn vũ tâu đạo đắc bân cùng ba thi mãn thương khổ hành tàm thường tại thân thiên đường tự hữu lộ chúng sinh tín tam bảo vật đọa tam đồ khổ chư phật cứu nhất thiết tức thiết chúa viên an yêu liều lì ba yêu lì tập ba ha yêu liều lì ba yêu liều lì tập ba ha yêu liều lì ma Đông phương thanh đế giám mất ni mộc dần mão chân cung thần quan nội gan ngoài nhân thiên vi hạ sơ sơ phật ni lĩnh kim mi cương chi bộ để đầu lại cha tiên vương nai hộ đàn chàng chứng minh công đức ngài sắp mệnh tái ba thiết mi thủ chỉ kim tích trường tấn cai địa mục chi môn trường hợp minh châu chiếu triệt đại thiên chi giới u minh giáo chủ bàn tôn địa tạng cương bồ tát sở hữu cáo văn hợp hành tuyên đọc bằng hỏa hóa ôi giao chú bản tôn địa tạng vương bồ tát thinh pháp dự gia trì khai phá điệu ngục chân ngôn
nguyện niệm ý thần công hiệu nam môn thủ trì kim tích trường thoái hóa điệu ngục môn thủ trì cao văn trí tăng lễ nhập tiếp phật ứng ngon phá giới tính nhất thiết chi tâm đạo phá điệu ngục chân môn nam đà đà đế ra sao bà ha truyền bài sai sứ ra xuống miền phong đô sắc bằng pháp ngữ ngục tuột như đầu ngục quốc y như lệnh truyền quốc hồn người trước nam thiền về trước nam thiền giữ hồn về trước nam thiền chẳng được chi hoãn thiên thiên đô là thành công thập điện thiên ma mười tám trụ ngục tha ra thức thì đồn ơn đức phật từ bi đức phật từ bi đồi ơn đức phật từ bi tôn kính sám hối quy y cho hoàn từ nay thoát khỏi muôn môn sao quá định thần hồn phương cực lạc quốc không cùng hướng hướng đồng liên sinh từ hà lâm một đông ý điện từ thế giới xa phật quốc xã thờ ý đồ bất mã đình ý thổ ý đức nhân hoa không trung ý mong ở nơi nghênh phóng đến nhà thờ Phật để được tập hóa thoát thế đất núi huynh đông phương đi thanh niên hoa thế giới chung đi kiến Phật văn là kiến nhà văn đạo ấy thì chàng nào mê thấp vấn mong nguyện sinh thành độ đánh chiêm công đức mang tây phương thiết sĩ đến tân ảo văn thế giới xuất nhiều một nơi thế ai thì nhất khi đang thì không bình sinh tác nghiệp thì khi thấy khi mà nhập về thủ khổ nãy thức nghĩ bất tiến thế như thế đại nhập ma tư quỷ tốt khi văn đạo thử thời hậu hối vô duyên hạn tịch nhật tiền sinh bạc phúc đi tôn bồi trường trước những con trồn lời danh nào ai được thân mình mãi mãi nào ai người lại quy công bình sinh tác nghiệp cộng lung ngày nay phải chịu cái vòng chồng luôn ai con các cháu chẳng tới thần thay đỡ chỉ thấy thoại quỷ giữ khi nắng thắng mình hãy thắng đàn bày ta và cái phúc trước thành chiếc đã bao hoa vô vi cứ kim tóc vô vi thân tự tài vô vi siêu sắc sinh đoạn mình như báo xả lão bất toàn khu dấu đạo đắc phân ni bần cùng y bá thí mãn ni thương y khổ hạnh tạm thường tại thân thiên đường tự hữu lo chúng sinh y tín tam bảo bất ni đọa tam đồ khổ chư phật nhất thiết tức thoát chú biết hữu án hữu lệ hữu lệ hữu lệ ma hữu lệ tác bà sa môn lê đại thiết ni vương lai hộ đạo tràng chứng minh công đức sở hữu cáo văn hợp hành tuyên đọc
chủ gia trì khai phá địa vực Bắc phương. Chuyện tỷ thức mi diệu
phân tự nhiên địa ngục để phái thanh tân kim thân dầu đòi cung thần quan lội y phế ngoại tìm biến vi vô lượng họ Phật Quán Ninh Liên Hoa Bộ Tỳ Lâu Bát Cha Đại Thiên Vương Lai Hộ Đạo Tràng chứng minh công đức. Tây Phương Đạo Tràng Địa Ngục Chúa Giả Tây Nhà Cây Hoa Sơn Phú Quân Huỳnh Danh Nghiên Thương Thủ Ngục Thần Mỹ Đại Tối tối Phật Thọ Linh Thủ Đích Ngân Phóng Sa Phúc Hồn Xuân Địa Ngục Thương Vãng Thiên Đường Tật Tóc là sợ Phật văn tình nhà
Phật văn kinh Lam Phương xích y dẫn hồn đồng tử lan bất xả uy quang giang đạo tràng hiệp dân đế bóng mình sinh thành đỏ đánh chiêm công đức xuất nô mình nghe nhập luân hồi vạn kiếp đi đôi tại cầu nơi tương hồi bảo vệ dưỡng tệ nhi mãi địa mãi điền lưu giữ tử tôn vinh trọng chủng tích đội quái thâm hà hải cao thiên cao đẳng không xuân đợi làm tất nam tử phong về chỉ nhận như ngài phó hỏa tăng tân mỹ chi bản từng lãi ngục chung khổ quả tích cư thế thượng ác nhân vọng hà đế thủy ắt xuất đầu hạnh kim nhật để như nay đại sai ngày ngày những bằng mê mang tiểu sắp chỉ vì tham khoái đạt xếp mau tàu tài cầu đợi xếp mau tàu vườn tàu đất để vào cho cháu nhà con cũng là thế chết đằng xưa nắm kẻ ác nhân bao giờ thoát được trần luân hòa may nhờ đức hồng ân thủy từ Nam Phương đi đường tiên bà khai phá địa ngục Nam Phương. Oh,
đẳng chư vong linh vãng sinh tây phương cực lạc quốc ơi trung thiên Phật văn kinh nhà trung ương hoàng y tấn hồn đồng tử lang bất xả uy quang giáng đạo tràng đồng chư vong linh ơi nắng nồng bà nghe số sinh tử tôi trời đã linh vân sầu sang thượng mạnh trời cho lẽ trời chẳng muốn thấy cho chỉ tham sinh lợi vô mô nam mà giàu linh chi nọ công hầu khanh tuân trước mắt kia sung sướng giàu sang chữ tràn châu báu bạc vàng diệp diều say gượng linh ngang vô dù tôi phải vào điều một biết bao giờ thoát khỏi trầm luân than nỗi mê mệt tâm hờn kiếp nào tình ngộ tâm thân mơ mang Phật đề kim y tắc y trung ương địa ngục y bầu y thủy thổ y a tức nghe hàm chi a chi hiện tại thân tâm lòng y xúc pháp y trần phẫn biệt đề tới cốt đi thiệt ác đẳng tướng nghe thức đi khởi tham đi tác ác nghiệp toàn kết đi thành nghề ngũ vô hề gian ngục về thập tuệ đại thiết vi chủng chủng vi hắc ca tư đương ngoại phá xúc pháp y trần nội đoạn thân đi căn trung chuyển đi thức cơ đi dậu con đi giáp đi chi đảm đi lăng đi tự kiến vô hề công ý địa ý ngục kỳ nhất thời tiêu diệt nam trung ương ý hoàng hoàng nghi đương thiên đò khai phá địa ngục trung Oh,
nhất thiết thế hơn màu có điều mừng trời mưa nắng giờ là đến nhà cả mà. Từ từ bao tiếng nói nhớ tiếng Phật, từ ngỡ ra đến nhất thiết thế hơn ta phá điều mặt trời bao nắng đã đi ra ngoài. Ta vốn nên Phật từ ta mất vốn nên mất chuyện bài sai xứ đàn xuống biển phong đồ sắc phong phá của một đời yêu đầu ngập tết yêu như lực trời nước hồn về trước đang tiền. Chẳng đợi chi họ kiên thiên đâu là tình quan thập điện trước nam mười tám vừa một tháng ba thước thi đầu ôm nước Phật từ bi thành kinh sáng thôi tuy vi đó hồn từ đây thoát khỏi cuộc khổ. Đệ tử thần cung văn chớ Phật văn chỉ lại giáng hạ phổ gia quyến tác bảo bình an kỳ nguyện vong linh vãng sinh tây phương cực lạc quốc. Nam mô Đăng Văn Lộ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đăng Văn Lộ Bồ Tát Ma Tát. A Di Đà Phật. Bây giờ mời tất cả con cháu đứng lên để cùng các thầy để đi xuất sám độ cho vong linh và vãng sinh tây phương cực lạc quốc. Coi khổ cấm cấm niệm Di Đà Di Đà Phật đến soi tướng hảo quang minh vô bước bạch kèo hiện chuyển ngũ tu vi cực chư độ chúng sinh tiểu phẩm hàm minh đang bị đàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuân là nổi thu đại ông ngày A Di Đà Phật liền Nam Mô A Di Đà Phật có sầu cơ thể ta nhân này ai đích liệu cho hay A Di Đà Phật liền Nam Mô A Di Đà Phật ngày đó sầu ra đi nhận chế ra đình này tại để cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa tan con vừa qua lưng buồn xuôi gió mặt biển tây thiên ta ơi hồ quan trả phật hữu diêu hoàng văn vô quan biển ai được lên thay cổ ta ơi hồ quan không khói là cây nào du hoàng văn vô quan ở nhà khách tục bờ biển từ giờ trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau mãi khi chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ này nhà lớn lầu vàng son này lời danh chức quyền cao sang có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu như nước trôi qua còn này lời hứa này thủy chung này tình yêu chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất cuộc sống mong